Sáng ngày 3 tháng 2, công ty dược phẩm Trung ương Codufa chi nhánh Tây Nguyên đã phát miễn phí trên 13.000 chiếc khẩu trang cho các em học sinh tại 14 trường tiểu học, trung học trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Theo đó, công ty đã trao 10.000 khẩu trang miễn phí cho phòng giáo dục và đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột. Số khẩu trang này sẽ được phòng giao cho 13 trường trung học, tiểu học cấp phát đến các em học sinh trên địa bàn thành phố. Cũng trong buổi sáng mùng 3 tháng 2, đơn vị đã cấp phát miễn phí 3.000 chiếc khẩu trang cho học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Victory, thành phố Buôn Ma Thuột. Trước những diễn biến phức tạp về virus corona, việc các đơn vị chủ động cấp phát miễn phí khẩu trang y tế cho các trường học nhằm lan tỏa yêu thương cũng như thể hiện tinh thần vì cộng đồng, góp phần chung tay cùng địa phương phòng chống dịch do virus corona.